U22 Thái Lan cùng lúc nhận hai tin vui, thầy trò huấn luyện viên Chu Siê thêm phần bất an. Tình hình nhân sự của U22 Thái Lan vừa khởi sắc lên đáng kể bởi họ có thêm sự bổ sung lực lượng rất kịp thời, người đầu tiên là Teja Sakupimai. Trước đó cầu thủ thuộc biên chế của Pot FC không được cho lên tuyển bởi đội bóng chủ quản xác định anh đang dính chấn thương và chưa đạt thể trạng tốt nhất để tham dự SEA Games 32. Tuy nhiên, sau khi đàm phán với Liên đoàn bóng đá Thái Lan thì đội bóng này đã đồng ý nhà người. Tin vui thứ hai với tiểu voi chiến là trung vệ Jonathan Kemde cũng được câu lạc bộ Ratchaburi cho lên tuyển hội quân. Trước đó, đội bóng chủ quản của trung vệ Thái Kiều này cũng không nhà quân vì Kemde đang trong quá trình bình phục chấn thương. Do mới bình phục chấn thương nên bộ đôi này được cho là sẽ chỉ ra mắt SEA Games 32 ở hai lượt trận cuối cùng vòng bảng, đó là trận gặp Lào hôm 8 tháng 5 và Việt Nam hôm 11 tháng 5. Với U22 Việt Nam, việc U22 Thái Lan có thêm hai viện binh chất lượng là tin chẳng vui vẻ gì, song trước khi nghĩ rằng mình thêm phần đau đầu thì cũng phải trông đợi sự mạnh mẽ của chính bản thân trước đã.